Giả sử như có một ngày người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất thì sao hả các bạn? Và ngày hôm nay thì Gấu Đỏ sẽ chơi một cái tựa game mà trong đó những người ngoài hành tinh trà trộn vào một bộ tộc hoặc đóng giả thành những thổ dân các bạn ạ, và định xâm chiếm trái đất của mình nha các bạn nha. Và ngày hôm nay thì Gấu Đỏ sẽ đóng thành một chú cảnh sát và đi tìm những người ngoài hành tinh ấy để trục xuất họ về với hành tinh của họ các bạn nha. Và các bạn hãy bấm like video này, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Gấu Đỏ tìm ra những người ngoài hành tinh này nha. Đây rồi các bạn ơi, người ngoài hành tinh đang bắn nhau với lại các chú cảnh sát rồi các bạn ơi. Rồi, đây là cái gì đây? Hai người thổ dân này các bạn. Hai người thổ dân, việc của mình là phải tìm ra xem ai trong hai người này là người ngoài hành tinh các bạn nhá. Các bạn đoán xem ai sẽ là người ngoài hành tinh hả các bạn? Một người trong đầu và một người có tóc. Và người trong đầu thì đang giơ tay khiêu chiến. Lại đây. Và Gấu Đỏ nghĩ thì là người đầu trọc ấy các bạn ạ, mắt rất là hung dữ, là người ngoài hành tinh. Nhưng mà mình không thể bắt bừa được đúng không các bạn? Mình phải dùng cái máy quét đây này. Rồi, Gấu Đỏ sẽ dùng cái máy quét này để quét nào, quét bạn này trước. Ui, một bộ xương này. Đây có vẻ không phải người ngoài hành tinh rồi. Rồi quét người này xem. Đây chính là người ngoài hành tinh các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ dùng cái vũ khí của mình để trục xuất người ngoài hành tinh về với hành tinh của họ các bạn nhá. Nào, bắn kiểu gì đây các bạn ơi, cái vũ khí này sử dụng kiểu gì? Đây rồi, giật điện luôn. Và người ngoài hành tinh tạm thời họ sẽ ngất đi trong một lúc các bạn ạ, và lát nữa mình sẽ cho lên máy bay và chở họ về với hành tinh của họ các bạn ạ. Rồi tiếp theo, đây lại tiếp tục có hai người ngoài hành tinh nữa. Mình nghi cái anh da trắng ở bên kia mặt như này thôi, nhưng mà giả ngơ thế thôi, nhưng mà có khi chính là người ngoài hành tinh ấy các bạn ạ. Quét xem. Đây không phải rồi, đó đúng luôn rồi. Rồi định ấy à, rồi chạy rồi. Mình đã giải cứu được một thổ dân nữa các bạn ơi. Tiếp theo. Rồi lại đến đây lại có ba người tiếp theo. Liệu có khi nào tiếp theo lại là người da trắng ở giữa đây không các bạn? Quét tiếp nào. Đúng rồi, không phải rồi. Cũng không phải. Ui, lần này là một người có tóc. Hai lần trước họ đóng giả trong đầu mình dễ phát hiện. Lần này họ đóng giả có tóc để mình không phát hiện, nhưng mà không qua được mắt Gấu Đỏ đâu. Đây rồi. Nào, định đóng giả tiếp theo là còn ai không, để đi giải cứu nốt các bạn nha. Đâu rồi? Gầy cấn đấy. Đây là có một cái cánh cửa này các bạn ơi, ở trong hình như có hình kim cương này các bạn. Có cái gì bên trong nào, soi xem sao. Ui, có một viên kim cương. Giàu rồi. Lần này mình sẽ đi tìm người ngoài hành tinh ở trong một công viên khủng long các bạn ơi, hay là một khu rừng khủng long ấy. Rồi để xem là đi xem nào. Úi trời ơi, đây rồi. Không phải các bạn ơi, không phải. Liệu mấy con khủng long này có phải là người ngoài hành tinh đóng giả thành không các bạn ơi? Úi trời ơi, đây rồi, ngồi ở đây rồi. Định trốn làm sao mà thoát khỏi Gấu Đỏ đúng các bạn? Giải cứu một người ngoài hành tinh nữa rồi và mình lại là người chiến thắng các bạn nha. Tiếp theo nào. Vẫn còn người ngoài hành tinh trốn ở đây các bạn ơi. Rồi một người bị treo lên cây, còn hai tên thì đứng ở dưới cười khà. Ai đóng vai vô tội đây các bạn? Ai là người vô tội đây? Mình sẽ kiểm tra xem. Không phải người này, người ngoài hành tinh. Úi trời, đây rồi, một tên người ngoài hành tinh. Tên này có phải không? Hai tên người ngoài hành tinh luôn các bạn ơi. Vậy là cô gái vô tội này đứng ở giữa, nếu mà không cẩn thận là bị hai tên người ngoài hành tinh mang về hành tinh của chúng ấy. Nhưng mà cô này vẫn cười khà. Tại vì họ đóng giả giống quá các bạn ạ. Một tên này, bắn thêm tên này nữa. Úi trời ơi, đây này. Úi trời ơi, hai tên người ngoài hành tinh. Chạy đi bạn ơi. Vâng, trong khu rừng khủng long này vẫn còn rất nhiều tên người ngoài hành tinh các bạn ơi. Bây giờ ba người này các bạn đoán xem ai là người ngoài hành tinh. Một người thì đứng ở giữa giơ tay, tôi không có biết cái gì hết ấy. Còn một người kia thì chắc chắn là ông rồi. Chắc chắn cái cô gái tóc dài đội cái xương ấy thì nói là chắc chắn là ông rồi. Còn một cô gái thì ôm mặt khóc. Cái cô gái ôm mặt khóc này có vẻ vô tội lắm các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy cô gái đang ôm mặt khóc này chính là người ngoài hành tinh các bạn nha. Thử soi xem. Ui, hóa ra chính tên này là người ngoài hành tinh này. Một tên này ra cái vẻ là ta không phải người ngoài hành tinh, chính mày mới là người ngoài hành tinh. Nhưng mà chính cô ấy lại là người ngoài hành tinh các bạn. Tiếp theo người này không phải này. Đây cũng không phải. Rồi đây rồi, chính tên này. Định đóng giả. Chạy đi bạn ơi. Wow, tên này còn đội vương miệng với lại mặc cả cái áo gì kia. Hay là tên này là ui vẫn hắn đang định làm gì ấy các bạn ơi. Ui. Hắn có phải là vua của người ngoài hành tinh không các bạn? Bạn đến đây bằng cách nào? Bạn không thể ngăn chặn chúng tôi xâm lược được. Ngay cả những con khủng long của bạn cũng vô dụng thôi. Cứ đứng ở đấy mà nói nhiều làm gì, đã bị một khủng long gấp lên hành tinh của chúng rồi các bạn ơi. Tưởng thế nào, từng nói lắm mà mọi người sợ. Hóa ra mấy chú khủng long ở đây nghe ngứa tai quá thế là dùng cái mồm của mình gắp hắn đi luôn rồi các bạn ạ. Tiếp theo các bạn nha, để xem là trong khu rừng này có những gì bí ẩn nữa các bạn ơi. Cái gì đây các bạn? Các bạn nhìn thấy cái gì không? Có một cái máy hình như máy bắn đá các bạn. Ui, chúng tên kia. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Mình thử đi tiếp theo xem có cái gì không các bạn nhá. Lần này là ở một căn phòng thì các bạn ơi, có cái cửa gỗ và hai cái giường cũng gỗ luôn các bạn ạ. Đi xem nào. Ui trời ơi, đi qua cái cánh cửa gỗ này chẳng. Rồi, đây là một bộ tộc thổ dân. Họ đang làm gì đây? Họ đang tổ chức liên hoan hay là
đang chuẩn bị đi chiến đấu ấy các bạn ạ. Có mấy cái xe như là xe bắn đá ấy. Rồi, để xem ai là người ngoài hành tinh. Ôi trời ơi, giơ một phát là nhìn thấy ngay tên này là tên người ngoài hành tinh rồi. Hai tên người ngoài hành tinh này. Có khi là tất cả người ngoài hành tinh đóng cả không? Không, đây không phải. Đây cũng không phải mình. Hết rồi các bạn ơi, hai tên này là người ngoài hành tinh các bạn nhá. Nào, một tên này. Ôi trời ơi, chạy đâu cho thoát. Rồi, hai tên đóng cả. Rồi các bạn ơi, chạy đi. Mình đã giải cứu thành công. Nếu mình không giải cứu bộ tộc này thì liệu những người thổ dân ở đây có bị những tên người ngoài hành tinh này bắt lên hành tinh của chúng và biến thành người ngoài hành tinh không các bạn nhỉ? Thế nên hôm nay Gấu Đỏ đã làm một việc tốt đấy đúng không các bạn? Giải cứu thành công. Các bạn hãy bấm like video này để ủng hộ Gấu Đỏ giải cứu tiếp theo các bạn nha. Ui, đây là một cái xe, mấy cái xe bằng gỗ các bạn ạ. Thiết bị của họ, của những người thổ dân ở đây thì rất là thô sơ đó các bạn ơi. Họ không có ô tô, không có xe máy, không có máy bay như mình. Nope. Mà họ đi bằng những cái xe gỗ, đóng từ gỗ mà ra các bạn ạ. Và ở đây họ đang nướng con gì đây? Hình như vừa mới đi săn bắt về và bắt được một con thú. Bây giờ đang cho cái bếp này để nướng ăn lên mà. Đấy, chà chà thơm đấy. Tí nữa cho tôi ăn với nha. Tôi cứu các bạn mà, tôi cứu xong là cho tôi ăn cái đùi con gì đây này, đùi gà nhá. Rồi quét xem, úi rồi nhìn xem mà có gì không. Hình như đây không phải là con gì các bạn ơi, họ chỉ ngồi chửi ấm thôi. Úi trời ơi, Gấu Đỏ đang đói. Không phải nha, bên này xem ạ, bên này. Úi trời ơi, đây cũng không phải. Úi trời ơi, tại sao lại có một cái thiết bị hiện đại như thế này ở đây các bạn nhỉ? À, mình biết ngay mà, có một thiết bị hiện đại này ở đây, hóa ra là người ngoài hành tinh đứng lấp ở trong cái này giống như cái lò vi sóng ấy các bạn ạ. Đấy, có một tên người ngoài hành tinh trốn ở đây. Ý trời ơi, này thì trốn ở đây biến thành cái hộp các bạn ơi. Chạy đi các bạn ơi, chạy đi. Không thể qua được con mắt của Gấu Đỏ đâu. Lại tiếp theo một cánh cửa nữa các bạn ơi. Cánh cửa này bên đằng sau có rất nhiều bàn tay các bạn ạ. Không biết bàn tay của ai mà dơ này. Và hình như là có cả ánh sáng ấy. Và hai tên này thì các bạn đoán xem tên nào là tên người ngoài hành tinh biến thành. Mình đang đoán là cái tên mà có cái mái tóc hơi ngố kìa các bạn ơi. Rồi, thử xem nhá. Tên này trước đi. Ui, cái gì đấy? Đây có phải người ngoài hành tinh không các bạn? Trên đầu này có một con gì chạm vào này các bạn ơi. Hình như là một con vật gì người ngoài hành tinh đang đậu ở trên đầu của bạn này này. Rồi bên này xem nào. Bên này không phải. Ui, thế thì chắc chắn là con gì rồi các bạn ơi. Đây nhiều con bạch tuộc của người ngoài hành tinh ấy các bạn ơi. Bạch tuộc hành tinh nào. Bạch tuộc biến thành. Ui trời ơi, tan tành luôn. Càng ngày càng xuất hiện nhiều nhân vật hành tinh mới lạ bí ẩn hơn các bạn ạ. Các bạn theo dõi tiếp theo để xem còn nhân vật nào không các bạn nhá. Tiếp theo là đi vào đâu đây? Ui. Đây giống như ở một trong cái con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh ấy các bạn ạ. À, có một cái tên, có một cái mái tóc gọi là tóc củ tỏi hay tóc gì rất là lạ các bạn ơi. Cái tóc kia có một cái chỏm ơi, nhìn rất là muốn rất có thể là hắn là người ngoài hành tinh ấy các bạn ạ. Rồi, xem này, tên này trước. Tên này không phải, đây là người thổ dân các bạn nhá. Đây rồi, mình đoán ngay mà. Mình biết ngay mà. Này. Đóng giả thổ dân à. Đi xem nào. Ui, đây có một cái cánh cửa gì đây? Thử soi xem các bạn ơi. Soi xem có gì không. Rồi, đâu có nhìn thấy người ngoài hành tinh đâu các bạn nhỉ? Không có người ngoài hành tinh thì trốn ở đâu rồi các bạn ơi? Trốn ở đâu? À đây. Ui, thu vào một luôn một cái gương luân hồi này, hay là gương gì các bạn ơi? Vượt thời gian à? Vào luôn rồi các bạn ơi. Lại ra cánh rừng khu rừng khủng long tiếp các bạn ạ. Lại ra khu rừng khủng long tiếp. Và bây giờ đây rồi, đây ở chỗ này có rất nhiều người thổ dân ở đây. Mình sẽ phải tìm. Và thổ dân với lại khủng long đây là đang đuổi bắt hay đang chơi cùng nhau đây các bạn. Nhìn thì lại giống như kiểu là đang chơi trò đuổi bắt với nhau ấy. Nhưng mà làm sao một con người lại chơi với... À được, khủng long ăn cỏ, không hàm hại người đúng không các bạn. Thế là các bạn thổ dân này đang chơi với khủng long. Và bây giờ mình vẫn phải tìm ra xem tên người ngoài hành tinh đấy là tên nào, để có thể bắt hắn về với lại hành tinh của hắn, để cho các bạn này chơi cho thoải mái các bạn nhá. Một tên. Ui trời ơi, có vẻ múa mấy máy cổ vũ ấy, nhưng mà hóa ra là rất là ác độc ấy các bạn ạ. Vâng, chỉ có một tên thôi các bạn ơi, chỉ có một tên. Ui, một tên lấp ở chỗ trứng này, còn một tên đây rồi. Một tên đầu trọc đúng không? Mình sẽ bắn từng tên một các bạn nhá. Một tên. Rồi, tiếp theo là một tên ở đây này, một tên ở đây, hai tên. Ôi, một tên nào nữa các bạn ơi, một tên nào nữa mình quên rồi, tên này à? Đây, tên chạy gần cuối cùng nhá các bạn nhá. Đây rồi. Thế là ba tên nó bị mình bắt được các bạn ạ. Thắng rồi. Vừa rồi thì Gấu Đỏ đã tìm ra những người ngoài hành tinh giấu ta và trục xuất họ về với hành tinh của họ các bạn ạ, để giải cứu những bộ tộc vô tội các bạn nha. Và các bạn thấy video này của Gấu Đỏ có hay không? Nếu mà hay thì nhớ like video này và bấm bình luận cho Gấu Đỏ biết với nha. Còn bây giờ bye bye các bạn.